Các bạn nghe nó khác chưa? Tiền nó gấp đôi ấy. Tối ngủ bình thường. Nói chung là những con này thì dành cho đại gia rõ ràng rồi. Thật sự luôn, bỏ ra hơn 100 triệu mua máy phát điện ấy. Mình còn thấy khủng hơn mấy bác bỏ ra 1 tỷ mua ô tô. Mấy bác bỏ 1 tỷ ra mua ô tô không đẳng cấp bằng mấy bác bỏ ra 150 triệu mua máy phát điện. Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Minh Sơn. Hôm qua thì mình có lên sóng cho quý vị và các bạn một chiếc máy phát điện 10kVA hàng Nhật bãi, nhưng mà là hàng dựng. Và rất là nhiều bác hỏi là hàng dựng như thế nào vẫn chưa thông. Thì hôm nay mình có một cái ví dụ cụ thể luôn, đặt một bên cạnh một chiếc hàng dựng, đó là một chiếc máy phát điện hàng zin, để anh em có thể nhìn nhận và đánh giá một cách rõ ràng và chi tiết hơn. Rất là nhiều bác gọi điện đến Điện Máy Minh Sơn hỏi những dòng máy tua chậm, nhưng mà nghe giá anh em đều hoảng hốt luôn. Có rất là nhiều bác kiểu bất ngờ ấy, hỏi hàng cũ cơ mà, chứ không mình hỏi hàng mới đâu. Còn nếu con tua chậm như thế này này, các bạn mua mới ấy, không có giá dưới 400 triệu đâu. Thông tin thì các bạn có thể lên mạng, các bạn search luôn những con 13LS mới, đắt kinh khủng khiếp luôn. Rồi, nó sẽ chịu tiền thuế, tiền má, tiền máy mới, tiền lợi nhuận, đủ các thể loại. Do đó thì khi các bạn lưu ý giúp mình, chúng ta phải trang bị những kiến thức, hiểu thế nào là máy dựng, hiểu thế nào là máy zin. Đây là một chiếc máy 13LS zin. Ở bên mình quay cho các bạn xem này, thế nào là zin. Zin là của hãng Denio luôn, mã máy là 13LS của Denio luôn. Em này thì sử dụng động cơ Janma LS13LSI nhé, sử dụng động cơ của Janma 3TN84, củ phát zin. Các bạn nhìn củ phát zin nó to, nó zin hết từ cái phần động cơ để lắp vào cái phần lốc máy này, nó làm khít khít. Tức là nhà máy họ lắp ráp lên cái chiếc máy này, Denio mua động cơ của Janma, mua củ phát lắp vào. Đó, thì ra là máy phát điện của Denio. Và máy phát điện này là zin của hãng Denio luôn. Dòng này là 3 máy nhưng mà động cơ tua chậm. Anh em tưởng tượng nó chỉ 2.000 vòng thôi, giống như một cái máy xe ô tô, một cái ô tô ấy, các bạn đi chỉ 50 km thôi là cái động cơ này nó đã đáp ứng chạy được cái củ phát này tạo ra 10kW rồi. Do đó thì nó rất là bền và nó sẽ rất là êm. Còn đây là một chiếc máy phát điện dựng. Thế nào là máy phát điện dựng? Chiếc này thì giá của nó sẽ rẻ hơn. Tất nhiên nó sẽ đánh vào cái nhu cầu của anh em với mức tiền vừa phải. Với một chiếc máy như này nó sẽ dao động từ 60 cho đến 65 triệu. Còn chiếc này đóng đẹp như thế này, làm như thế này, dựng như thế này, hay gọi là đóng lại đi, thì nó có giá là 65 triệu. Động cơ của nó là động cơ 3 máy tua nhanh. Con này là động cơ Kubota D722, 3 máy tua nhanh, là mát két nước. Tuy nhiên chạy cũng rất là ok rồi. Đây, nguyên bản chiếc máy này là máy phát hàn. Máy phát hàn là sao? Cũng là phần động cơ như máy phát điện. Và cái củ này nó gọi là củ hàn. Củ hàn nó sẽ cho ra cái thông số khác cái củ phát điện. Đấy. Vì vậy bên mình đã phải bỏ cái phần củ phát hàn đi, đóng một cái củ phát điện vào. Củ điện này là củ điện 220 một pha của Lin, của Ý. Đấy, nó sẽ ra công suất là 9kVA. Hôm qua mình đã test tải cho các bạn rồi đúng không? Đo là 36A, 36A bao cho các bạn luôn nhá. Với chiếc này 65 triệu động cơ thì cực kỳ đẹp. Bao cho các bạn cái động cơ này là động cơ zin, động cơ sơn zin, củ phát zin 220. Và khi lắp như thế này thì chạy nó cũng sẽ rất là êm rồi, không hề ồn đâu. Đấy, tuy nhiên thì không thể nào êm được những cái dòng tua chậm. Rồi, mình sẽ nổ cho các bạn nghe để các bạn cảm nhận đánh giá một cách rõ ràng nhất nhá. Cái máy này là máy đóng lại hay gọi là máy dựng. Nhưng mà các cái thành tố chính là cái phần động cơ và phần củ phát đều là những hàng tốt. Động cơ thì là động cơ Kubota 722 Nhật, củ phát Ý. Đây anh em nghe này, mình đang thu mic này. Động cơ tua nhanh 10K, 9K để chính xác hơn, 36A. Khi mở này, đóng này, thùng này vẫn là thùng Nhật nhá, đóng vào nó rất là êm, máy cực kỳ ngon. Ok, đây là động cơ tua nhanh, còn đây là máy phát điện động cơ tua chậm zin này. Con này thì 145 cho đến 155 triệu. Các bạn nghe nó khác chưa? Tiền nó gấp đôi ấy. Ê, nhà ga này, tên ga này. Đây. Các bạn hiểu là động cơ tua chậm không? Tức nó chạy chậm, nó đã đặt rồi, không phải chạy nhanh làm gì cả. Khi chạy chậm như thế thì nó sẽ rất mềm. Êm nhờ.
đóng vào thì nghe gần như là không nghe tiếng gì luôn. Con này bao các bạn tải tầm 40A được. Tầm 40A ấy. Tính ra tải con này nó sẽ không khỏe hơn nhiều đâu, nhưng mà với cái tải này chạy cực kỳ bền. Anh em nghe không? Êm nhỉ. X đôi kinh nghiệm cơ mà. 145 đến 155 triệu cơ mà. Cái kia 65 thôi, X2 lên 130 vẫn dư tiền mua được một cái AZ nữa. Êm không? Quá êm đúng không? Ừ. Này mình hạ với Ganti này. Anh em chẳng nghe được cái gì cơ. Đấy. Mic thì mình để cổ nhá, đứng sát máy nhá. Tối ngủ bình thường. Nói chung là những con này thì dành cho đại gia rõ ràng rồi. Thật sự luôn, bỏ ra hơn 100 triệu mua máy phát điện ấy. Mình còn thấy khủng hơn mấy bác bỏ ra 1 tỷ mua ô tô. Mấy bác bỏ 1 tỷ ra mua ô tô không đẳng cấp bằng mấy bác bỏ ra 150 triệu mua máy phát điện. Cái ô tô dùng hàng ngày, đôi khi trả góp trả cố, máy phát điện này thực sự là dư giả mới dám chơi. Mày lại các bạn nghe động cơ tôi nhanh nhá. Cũng ổn hơn nhưng mà không ổn hơn nhiều quá. Ê vết nhỉ. Ổn đấy chứ. Rồi, hy vọng sau khi xem xong video này các bạn đã biết thế nào là máy zin, thế nào là máy dựng, thế nào là giá của những chiếc máy tua chậm 3 máy zin nó đắt như thế nào. 145 đến 155 triệu, 65 triệu. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm. Xin chào và hẹn lại quý vị các bạn ở những video sau.